Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong series Lời của Bác do Media 21 thực hiện. Tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, serial podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước. Thưa quý vị, một khi không khí chiến tranh nóng bỏng cận kề, làm thế nào để hiệu triệu muôn người như một, sẵn sàng tòng quân giết giặc? Làm thế nào để mỗi người dân đều được bày tỏ ý kiến và thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của mình, để từ đó góp người, góp của, cùng đồng lòng đánh bại kẻ thù? Trong suốt chiều dài lịch sử, đã không chỉ có một hội nghị Diên Hồng khi vua Tô nhà Trần rừng rực hào khí Đông A chống giặc. Có một hội nghị thứ hai đã diễn ra vào thế kỷ 20 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Tháng 3 năm 1964, sau nhiều thất bại tại miền Nam nước ta, Đế quốc Mỹ thông qua kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng McNamara hoạch định mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập và chủ trì hội nghị chính trị đặc biệt, họp trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 1964 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Tham dự hội nghị chính trị đặc biệt cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hơn 300 đại biểu gồm cán bộ lão thành, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa xã hội được nhân dân quý mến, đại biểu các giới, các ngành, những anh hùng và chiến sĩ thi đua cùng trí thức tiến bộ và nhân sĩ yêu nước và hơn 500 đại biểu thủ đô. Đây được coi là hội nghị Diên Hồng lần hai trong lịch sử. Và điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, quý vị và các bạn có thể hình dung rằng tại một sự kiện đặc biệt như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bài phát biểu của mình bằng câu nói nào? Xin được cùng nghe và cảm nhận. Thưa các cụ và các đồng chí thân mến, từ ngày hòa bình lập lại đến nay vừa đúng 10 năm, trong thời gian ấy, ở trong nước và trên thế giới có nhiều biến đổi to lớn. Cuộc hội nghị chính trị đặc biệt này là cơ hội tốt để chúng ta xem lại những sự kiện đã qua và bàn bạc về những vấn đề sắp tới. Trong ký ức của những đại biểu tham dự hội nghị ngày ấy, khi nghe lời thưa trịnh trọng, thưa các cụ và đồng chí thân mến, ai cũng ngỡ như mình được tham dự hội nghị Diên Hồng của nước Việt. Cảm nhận đó là hội nghị của những người đồng chí hướng, đồng lòng quyết tâm, như hội nghị tham kiến các vị bô lão với tinh thần bất khuất dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng trên dưới một lòng của quân dân nhà Trần. Với họ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng quyết không thể làm người mất nước. Thưa các cụ và các vị, các đồng chí, 10 năm qua, dưới chính quyền của nhân dân, 17 triệu đồng bào ta ở miền Bắc đều đoàn kết một lòng ra sức xây dựng đất nước, xây dựng một đời sống mới, tăng cường lực lượng về mọi mặt. Nhưng thành tích to lớn của miền Bắc ngày càng tỏ rõ chế độ xã hội chủ nghĩa là rất tốt đẹp và đang cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta. Cảnh tượng miền Bắc ngày càng đổi mới, càng lớn mạnh là một việc đáng tự hào, phấn khởi của cả dân tộc ta từ Bắc đến Nam. Đó cũng là điều vui mừng chung của anh em bầu bạn ta khắp thế giới. Có nhớ lại tình cảnh của miền Bắc ta khi hòa bình mới lập lại thì mới thấy rõ những tiến bộ của nhân dân ta hiện nay. Chiến tranh xâm lược của bọn thực dân đã làm cho nền kinh tế của ta tuyệt kệ. 1/7 ruộng đất bị bỏ hoang, 1/3 ruộng đất thì không có nước tưới để mà cày cấy. Các công trình thủy lợi đều bị phá hủy, 1/4 số trâu bò bị giặc bắn giết.
hàng chục vạn nóc nhà, hàng trăm thị trấn lớn nhỏ bị đốt rụi. Số nhà máy đã ý đợi thì lại đều bị giặc tàn phá, máy móc thì bị tháo mang đi. Sản xuất bị bế tắc, đường xá, cầu cống, xe cộ phần lớn là bị phá hoại. Ở thành phố, hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nạn đói đe dọa khắp nơi. Tóm lại là một cảnh tượng hoang tàn, sơ sát, nhưng nhân dân ta đã anh dũng trong kháng chiến chống địch thì nay cũng anh dũng trong cuộc đấu tranh gian khổ, vượt mọi khó khăn để xây dựng lại đời sống mới của mình. Trong vòng 3 năm, chúng ta đã hàn gắn xong những vết thương chiến tranh để lại. Với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, vượt trước thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị báo cáo chính trị hết sức công phu, tỉ mỉ. Người khơi dậy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của Tổ tiên, vạch rõ âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam, tăng cường phá hoại, khiêu khích miền Bắc của đế quốc Mỹ. Người nêu rõ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó là miền Bắc là căn cứ địa, hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn. Và chính trong bài phát biểu này, lời khẳng định, lời tiên đoán chắc chắn về sự thảm bại của kẻ thù xâm lược nếu có ý định động đến miền Bắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Báo chí Mỹ cũng đã thú nhận rằng trong một năm qua, du kích miền Nam đã cướp được hơn 8.000 súng Mỹ để tự trang bị cho mình. Hiện nay, bọn hiếu chiến Mỹ và bè lũ tế sai mới của chúng lại ba hoa hô hào bắc tiến. Nhưng chúng phải hiểu rằng nếu chúng liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ thất bại thảm hại. Khi nói đến những chiến công to lớn của chúng ta tại miền Nam và những khổ đau cùng cực mà người dân phải gánh chịu dưới bom đạn đế quốc Mỹ, Bác Hồ bật khóc. Mọi người thấy rõ hai hàng nước mắt chảy ròng xuống má Bác. Người rút chiếc khăn tay trong túi áo ra lau và nghẹn ngào hồi lâu, không sao nói tiếp được. Cả hội trường đầy ắp người cùng im phăng phắc. Mọi người cố nén xúc động. Người điều hành cuộc họp hôm ấy, giáo sư Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã đứng lên thay mặt đoàn chủ tịch xin phép đề nghị toàn thể hội nghị giải lao tại chỗ vài phút. Giáo sư chúc chủ tịch nước mạnh khỏe. Sau phút xúc động, nét mặt Bác trở lại thanh thản như phong cách thường lệ của người. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Lời Bác tại Hội nghị Chính trị đặc biệt đã thực sự trở thành mệnh lệnh chỉ đạo hành động cách mạng đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ở hai miền Nam, Bắc. Với lời kêu gọi của Bác, mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng miền Nam. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành như ba nhất trong lực lượng vũ trang, đại phong trong nông nghiệp, duyên hải trong công nghiệp, ba sẵn sàng trong thanh niên, ba đảm đang trong phụ nữ. Cùng với đó xuất hiện nhiều khẩu hiệu hành động như vững tay cầy, chắc tay súng, vững tay búa, chắc tay súng trên khắp ruộng đồng, nông trường, nhà máy, xí nghiệp và công trường ở miền Bắc, đã minh chứng sống động về sự đồng thuận của toàn dân tộc với nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hội nghị chính trị đặc biệt cũng đã tạo động lực để toàn quân gấp rút triển khai, thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh về việc chuyển một bộ phận lực lượng vũ trang, trong đó quân chủng phòng không không quân chuyển từ trạng thái thời bình sang trạng thái có tính chất thời chiến. Rất nhanh sau đó, miền Bắc đã thiết lập được thế trận trên không, trên biển, ven biển vững chắc, hiểm hóc, liên hoàn, nhiều tầng nhiều lớp, sẵn sàng đón đánh không quân và hải quân Mỹ. Đúng như dự đoán của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch,
ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ đã sử dụng hải quân và không quân đánh phá miền Bắc. Do được chuẩn bị chu đáo cả về thế trận và lực lượng, nên quân và dân miền Bắc đã đánh thắng ngay từ trận đầu. Bắn rơi 8 chiếc và làm bị thương 2 chiếc máy bay Mỹ, bắt sống một phi công. Chiến thắng này đã thực sự gây bất ngờ choáng váng cho không lực Mỹ. Chiến công đó còn là kết quả, là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện sinh động cho sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, nhân tố bảo đảm vững chắc cho quân và dân miền Bắc giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Đó là nền tảng vững chắc cho phong trào cách mạng miền Nam tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới, to lớn hơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Và câu chuyện về lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt tháng 3 năm 1964, Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ 20, xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ podcast playlist Lời của Bác do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.